Tư thế của người thành công là gì? Tôi muốn chia sẻ với bạn về một phương pháp giúp bạn tăng uy lực cho chính bản thân bạn, đó là hãy tự tạo ra tư thế thành công hay còn gọi là tư thế quyền lực. Và những tư thế này đã được nhà tâm lý học Amy Cuddy chứng minh rằng có thể làm tăng testosterone đồng thời giảm mức cortisol giúp chúng ta tự tin hơn gấp bội. Điều thú vị nhất mà Amy Cuddy chỉ ra đó là nếu chúng ta thực hiện các tư thế này trong khoảng 2 phút mỗi ngày, có thể làm tăng mức testosterone của chúng ta lên đến công số 20% và giảm mức cortisol xuống 25%. Từ đó khiến và giúp chúng ta cảm thấy tự tin hơn và ít căng thẳng hơn. 6 tư thế quyền lực giúp bạn tự tin hơn đó là: Thứ nhất đó là tư thế đứng, chống hai tay lên hông, lưng thẳng, ưỡn ngực, cầm hơi hất cao. Tư thế này giúp chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của thầy giám thị đi nhắc nhở học sinh và cũng rất là giống với siêu nhân phải không nào. Xong rất là dễ áp dụng và rất hiệu quả trong việc phô trương quyền lực sức mạnh của bạn. Tư thế thứ hai đó là tư thế đứng khi họp, hai tay đặt lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Tư thế này làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của một tổng giám đốc công ty đang ra một quyết định hoặc là một chỉ đạo quan trọng cũng rất là gần với hình ảnh của một vị nguyên soái đang họp và chỉ đạo các tướng sĩ chuẩn bị xuất trận. Tôi thấy điều này rất là hợp lý bởi vì theo những chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể thì việc chúng ta đứng cao hơn người khác sẽ làm tăng sự uy quyền, khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Khi áp dụng phương pháp này trong phòng họp, bạn có thể kết hợp với ánh mắt chững chạc, nhìn bao quát xung quanh cả phòng họp. Tư thế thứ ba đó là dang rộng hai cánh tay thì tư thế này giống như là tư thế vương vai. Kết hợp với duỗi thẳng hai cánh tay, lòng bằng tay hướng ra ngoài, đầu ngẩng cao, mở rộng ngực. Có thể khép hoặc là mở rộng chân sao cho đứng vững. Tôi thường cảm thấy thoải mái nhất khi áp dụng tư thế này với việc ngáp và làm như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy là sẵn khoái, thư giãn, thả lỏng, cứ như là vừa được nạp thêm năng lượng dương Tư thế thứ tư đó là tay gác chuông. Tay gác chuông là tư thế để năm ngón tay ở bàn tay trái đặt vào năm đầu ngón tay ở bàn tay phải như là cái gác chuông và tư thế này mang lại cho người đối diện một cái cảm giác đó là bạn đang lắng nghe họ, đang quan tâm và tôn trọng ý kiến của họ. Tư thế này cũng là biểu hiện cho thấy bạn đang bình tĩnh tiếp nhận thông tin của họ cựu tổng thống mỹ donald trump rất là thường xuyên sử dụng tư thế này trong các hoạt động đối ngoại và tư thế thứ năm đó là tư thế ngồi chân và ngực mở rộng một tay gác lên thành ghế trong ngôn ngữ cơ thể tư thế này sẽ thể hiện cái sự cởi mở vững vàng và quyền lực tay còn lại bạn có thể gác lên thành ghế hoặc là diễn giải những nội dung mà bạn đang nói khi hai chân khép lại hoặc là chắp chéo thì thể hiện sự tao nhã, song cũng thể hiện việc chừng mực trong việc chia sẻ. Các chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể cho rằng khi một người rụt rè sợ hãi thì họ thường co mình lại, thu hẹp cơ thể lại. Trong khi những người tự tin thì thường mở rộng cơ thể như kiểu đang rất chủ động, sẵn sàng để xử lý tất cả mọi vấn đề. Đây là tư thế của những ông chủ lớn, những chính trị gia quyền lực. Thứ sáu đó là khoanh tay trải rộng các ngón tay ra phía trước. Đây là một trong những tư thế thể hiện rằng là bạn đang muốn bảo vệ lập trường. Xong nếu bạn trải rộng các ngón tay ra phía trước, tức là đặt các ngón tay lên cánh tay hoặc là khuỷu tay của bạn, thì trông bạn như là đang được tiếp thêm sức mạnh, giữ vững và đang kiểm soát rất tốt lập trường của mình. Lưu ý rằng nếu các ngón tay của bạn bị giấu vào bên trong, hoặc là có vẻ như là các cái đầu ngón tay giấu kín vào bên trong thì thể hiện rằng là bạn đang phòng thủ, đang rất bảo thủ và đang khép kín. Thế thì chúng ta hãy lưu ý để các ngón tay trải rộng ra phía trước để thể hiện sự tự tin và chính kiến của mình nhé. Ngoài ra, tư thế ưỡn ngực vai nở, chấp hai tay sau lưng cũng là một tư thế tham khảo khi cần thể hiện sự độc lập, kín đáo và mạnh mẽ. Tư thế này giống như là tư thế của một ông chủ đi thăm nhà máy của mình. Tư thế này cũng giúp bạn gia tăng uy lực và sự tự tin trong khi thể hiện sự kính đáo. Còn những tư thế như là thu người lại, co vai về phía trước thì thể hiện sự yếu đuối. Như vậy thì chúng ta cần tránh những cái tư thế mà làm mất đi sự tự tin của chúng ta như là cái tư thế mà tôi vừa giới thiệu vừa rồi nhé.